mình đi tới nhà của Giang, mình thăm Giang. Giang nó bệnh nhiều lắm, Giang con của cô Hai đây bệnh nhiều lắm, rồi mình đi tới nhà của Giang để thăm Giang. Chị nghe nói Giang bệnh sao Giang? Em lâu quá rồi chị không có tới. Cô Hai ngồi ghế rồi, em bị ung thư cổ tử cung. Cô Hai hỏi 4 năm sau mới căng lên đây nè. Rồi tiếp tục đó, nó đi căng lên Giang. Đi hả? Đi giờ thấy sao? Thì em quá trị thì nó cũng đứng được mấy tháng nay. Thì có uống gì thêm thuốc nam đồ đi, thuốc nam đồ có uống gì thêm không? Em uống thuốc nam đủ thứ hết rồi nè. Đi kiểm ta chỉ đi thuốc tán rồi thuốc tàu gì em cũng có uống hết. Thì tới 3 tháng định kỳ thì phải đi một lần cho gãy vậy đó. Vậy thì kinh tế của mình làm gì để mình có tiền để là mình đi quá trời, bệnh quá trời vậy? Ông xã đi mừng mướn không chứ nhà không có đất. Ở thì ở đất của má có một phỉnh này nè, thì má có một miếng đất này hồi đó chia chác cho anh chị hết. Rồi giờ thì ở phỉnh đất của má. Giang thường thường nằm bệnh viện nào với bệnh viện nào? Hồi đầu tiên hết á, là chưa phát hiện ung thư á, thì em mổ các cái tử cung ở Nguyễn Đình Chiểu. Xong nó không im thì nó đưa lên ung bú. Đưa vô ung bú thì em đeo ung bú thì được 2 năm vì tiền quá đi. Em mới bỏ cuộc. Thì nó di căn lên đại tràng thì mổ các cái buồng trứng tiếp với đại tràng luôn lượt. Rồi coi như em bỏ cuộc là em không có đi nữa, nó mới di căn lên gan. Bây giờ gan mình thấy nó chị nghe nói người ta uống lá đu đủ thì em có uống lá đu đủ với củ xả với cái mật con cóc á. Em uống cũng kéo dài cũng cả năm á, lá đu đủ hoài thử coi. Thấy rồi sau này em mới lên mạng em thấy nó độc tố nhiều quá, chứ cái đang cái lỡ thời em vô thuốc á rồi em không có dám uống thêm ba cái đó. Nhưng mà về sau này lên tên bệnh viện mới gặp mấy cái người mà họ uống cái cây ăn so á, với cây xả đen, thì về em mua cái cây xả đen đó. Cái xả đen mình mua ở đâu? Ở tiệm thuốc bắc á chị. Còn cái cây ăn so thì mình phải gửi, mình điện người ta. Cái cây đó mình mua về mình trồng được không? Cây xả đen em cũng không biết, em nghe nói có nhưng mà em đi kiếm thì em chưa có gặp cái cây đó, nói là đất của mình trồng cây ăn so được. Còn cái cây ăn cái cây xà đen, còn cây ăn so là chỉ nó ở trên miền núi thôi mà. Em hổm chị đi gặp ở ngoài nhà ấy, chị thường thường kia chị ngủ với má chị, rồi chị thấy gặp cô Hai đi, cô mua da chai. Gặp cô Hai là không biết nữa, rồi cái hỏi thứ ba nói mới biết chứ đâu biết là cô Hai này có đi mua da chai. Gặp người lâu quá không gặp người, cái chị không có bác nhớ. Bác sĩ mà nói em mà là tại vì em cũng có uống thuốc nam á, nhưng mà trong 10 cái lần em đi xét nghiệm máu lại á thì bác sĩ nói là có một ông thì kêu em về uống thuốc nam, chứ cái u gan của em nó đa u rồi. Thì như chị nó thời gian thời sao em uống thì thấy lên cái đường ung thư của em nó có 9.5 hả? Vậy hả? Chứ hồi mà chưa vô quá chất thì nó cao lắm. Vậy đã giảm hay cũng mừng ha. Dạ. Thì 9.5 nó không xuống mà nó không lên, nhưng được vô quá trị được năm rồi cái đi CT lại thì cũng đi tới khám định kỳ 2 tháng vậy á. Này là cái lần năm bao lâu đi khám lần? Hồi mới thì 20 ngày. Quá trị rồi cái xong đủ 1 năm đó rồi cái bắt đầu được 2 tháng kéo dài được 5 lần. Cái lên được 3 tháng, cái lên 3 tháng thì em đi tái khám lại thì cái khối u nó phát lên hơn. Hồi đó là nó có 115 ha, nhưng mà sau này nó bùng lên bự quá rồi bác sĩ nói là giờ phải đặt thuốc á, thì mới là ấy được, chứ giờ của em nó bị đa u. Bên da có mổ không? Bự quá đâu hả? Có như đại tràng thì em có mổ. Rồi tử cung là đại như là mổ nhiều mổ lần. Coi như em mổ hở á, là 3 lần, mà em mổ nội soi là 7 lần á. Vậy hả? Mổ hở 3 lần. Dạ, mổ nội soi 7 lần. Giấy tờ của em đầy đủ như hổm là em cũng có lên. Cái kiểu như chợ gãy nó giờ thì mình thích đâu lấy bệnh án của mình á, thì đem lên hết cho quỹ ban, ta có giúp đỡ được cái gì không.
Vậy giấy này là bệnh viện nào Giang? Cái này là bệnh viện Có bắt viện... cái đèn lên cho sáng đi. Để chị coi coi. Này bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ. Này là cái giấy khám bệnh của ông Giang ở bệnh viện Chợ Rẫy, giấy ra viện. Chắc nhiều miếng giấy dữ lắm hả Giang? Tại dạ. Vì nằm quá trời luôn mà. Quá trời, nổi cái giấy CT của em là giờ dữ lắm mà ảnh cứ mỗi một lần ấy là đi CT. Giấy ra viện của đây em. Cũng này cũng giấy ra viện Chợ Rẫy luôn. Giấy bên trà cũng có hết. Ừ. Một sách luôn. Còn này cái cuốn này khám ở đâu? Cái này ở Minh Đức. Ừ. Còn này ở Minh Đức. Ô Nguyễn Đình Chiểu khi em phát qua tận thì không có đi Chợ Rẫy kịp thì qua bên Chợ Rẫy nó nằm cái tới thận cho nước nó ra tại vì giờ cái kiểu như mổ nhiều lần quá nó bị teo hết. Vậy hả? Rồi nó không có xuống được mình thời gian giờ đâu mận gì nổi hết dạ, không, em không mận gì nổi hết. Giấy tờ của em là thôi vô phương quá trời qua bên bao tử thì nội soi bao tử tùm lum hết trơn luôn. Đây giấy gia viện của em ở ở Mỹ Đức với ở Ung Bú rồi có hết luôn, không có thiếu cái giấy nào hết á. Ha dạ là coi như cái khi mà đại tràng của em nó bự quá là bệnh viện chạy rồi không có mẫu là mấy em mấy người ta mới đây là giấy ra viện của Giang, giấy xuất viện quá trời miếng luôn, nhiều miếng như lắm. Bị Giang ở đây bệnh rất nhiều lắm các bạn, mẫu hở tới 3 lần rồi, rồi mẫu nội soi 7 lần mà sức khỏe giờ thì cũng kém dữ lắm. Thì ăn uống có cử gì không Giang? Năm tháng trước á, thì trở về năm tháng về trước á, là hoàn toàn em chỉ ăn con cá lóc với thịt nạc thôi. Còn không ăn mỡ ăn gì hết. Không ăn gì hết, không ăn con cá gì bậy bạ luôn. Rồi rồi sau này nó biến chứng qua thận đó. Rồi bác sĩ nói là giờ cái bệnh này mà cử ăn quá không có máu. Tại vì ta kêu mình cử mình mới cử thế không? Không phải, ta kêu nhưng mà em sợ ăn nhiều quá nó nuôi tế bào ung thư á. Vậy hả? Người ta mới dám nấy chứ thôi, động tới là tại vì có một cái khối như khối u đại tràng á thì cắt rồi, tử cung em á thì cắt bỏ rồi. Không đem theo thì ta đâu biết được đâu biết. Vậy ha. Dạ, ta không biết thì cho ta nên là phải làm nào ha. Cho nên giờ đem hết thì ví dụ như bây giờ gần nó cổ cái là 3 tháng em phải đi mổ. Vậy hả? Mẫu nồi sôi lấy cái ống ra rồi cái để vô cái 3 tháng sau phải đi mổ lấy 3 tháng mổ một lần vậy, mổ hoài vậy. Tại vì giờ nếu mà mình không duy trì vậy thì hư tới thận, mình phải chạy thận chứ nữa. Vậy chồng đi làm hay vậy? Dạ. Mỗi vậy 3 tháng ngàn. Như hồi mới phát lên là nói chung á là em mổ cắt cái buồng trứng á với cái đại tràng á là em không có bảo hiểm. Rồi sau đưa qua Ung Bú á thì em có mua được cái bảo hiểm. Rồi sau thời gian qua là em bị u gan á thì cũng không có bảo hiểm hả. Vô được 3 lần quá trị rồi nhà nước mới cho cái bảo hiểm. Nhưng mấy lần trước thì tính tiền nhiều lắm. Còn như mấy Giang được mấy người con? Dạ em hai đứa. Vậy hai đứa, đứa nó có lớn của em á thì nó viêm mũi viêm son nó không có đi mần được, ví dụ em bệnh thì nó ở nhà nó phụ. Vậy hả? Ở nhà còn nhỏ nhỏ thì nó có đi làm nó thì nó nghỉ học nó mới đi làm đi thôi. Dạ. Có mình ông xã em đi mừng mướn. Giang đi thuốc nam thuốc gì cũng đi hết trơn. Dạ. Nói chung là ai bại gì em cũng đi hết. Thậm chí đến mà má đi dọc đường ai bài má em cái lông mía nấu với nước dừa em về em cũng đeo luôn. Dạ. Rồi em muốn cái mắt mía. Dạ. Qua bên chị bé cái lông mía là cái mắt mía mình ăn mắt mía hả cô? Chẳng phải lông mía. Vậy con tưởng đâu cái lông mía mắt mía đó cứ nấu với nước dừa xiêm thì uống thấy đỡ không Giang? Thì coi như bài gì em muốn đại gì tá lả bùng binh hết mà nhiều khi biết nào nó tính nó hết, dạ. Tưởng đâu nó biết cái nào ha.
em nói miệng nó duy trì được tới em gả cưới được cũng được. Gắn kéo dài thời gian ha. Bệnh các anh chị và các bạn, cái bệnh của Giang đây thấy cũng là cái bệnh ngặt nghèo. Giang cũng gặp nhiều khó khăn. Như các anh chị và các bạn nào có lòng muốn ủng hộ và giúp đỡ cho Giang đây thì liên hệ qua số điện thoại 0397920950. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Mời các anh chị và các bạn nhấn nút đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm mình để mình có thêm ra nhiều clip mới nữa.